Người Việt bốn phương, phiên bản cập nhật gạo Việt. Xin chào tất cả mọi người. Chuyến đi kỳ thú, tìm kiếm những món ngon Nhật Bản phù hợp với gạo Việt Nam. Những sự thật thú vị của đất nước mặt trời mọc. Ở Nhật cũng có trâu nha. Vài tỷ một con cá. Tìm ra mối liên kết ẩm thực giữa Việt Nam và Nhật Bản. Cập nhật gạo Việt 22:30 thứ sáu trên kênh HTV7, 8:00 sáng chủ nhật trên kênh YouTube MCV Media, 10:00 sáng thứ bảy hàng tuần trên app Netlove, từ 26 tháng 11 năm 2021.